Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay mời cô chú anh chị và bạn mình cùng lang thang như em đi bộ ở công viên 23 tháng 9 nha. Thì chúng ta đang đứng ở đây là ngã ba Đề Thám và Phạm Ngũ Lão. Theo hướng này là đường Phạm Ngũ Lão ha. Còn đối diện chúng ta là công viên 23 tháng 9. Công viên 23 tháng 9 ở quận 1 Sài Gòn. Thì hôm nay mình cùng lang thang thấy ở đây có cái lễ hội gì nè, ngày hội du lịch vui hè 2019 gì nè. Sẵn trên đường đi dạo tập thể dục buổi tối thì sẵn thấy có sự kiện này thì quay lại gửi quý vị các bạn xem chơi cho vui nha, để coi bữa nay cái lễ hội gì. Tao qua đường nguy hiểm quá. Giống như cái hội chợ của tất cả các công ty hướng dẫn viên du lịch ở Sài Gòn nè. Để mình xem coi nay có cái quảng cáo tour gì ha. Tối quá. Quay lại dòng rồi, chúc năm và anh chúc ai được cung cho bài này, quý vị sẽ lấy một
giờ sẽ lấy vé 28 giờ đưa ra có 1 63 có 2 88 có 3 37 có 4 28 rồi xin mời một chủ nhân đọc giải chủ nhân thứ hai 58 chưa thành có 1 63 có 2 84 có 3 28 có 4 Lotto show vui à. Rồi hết show rồi, mình đi một vòng nữa xem coi có gì không nha. À, đi dạo thể dục mà gặp show vậy á, khỏi tập luôn á.